Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố Đà Lạt đã là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Bởi ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, lãng phí công lao động, tiêu hao nhiên liệu, thì ùn tắc giao thông còn gây mất trật tự mỹ quan và an toàn đô thị. Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích về vấn đề này. Kẹt xe, ùn tắc giao thông đang là vấn đề nhức nhối của cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chờ đợi hàng giờ đồng hồ, nối đuôi kéo dài, luồn lách cả lên vỉa hè, nhưng vẫn chưa thể thoát xa khỏi ma trận xe cộ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên những gương mặt. Đó là hệ quả của việc các phương tiện giao thông, chủ yếu là xe cá nhân, ngày một tăng cao. Trong lúc đó, cơ sở hạ tầng chưa thể phát triển tương xứng. Tình trạng ùn tắc giao thông không chỉ gây phiền toái cho người trực tiếp tham gia giao thông, mà còn gây ra nhiều hệ lụy khác như tiêu hao nhiên liệu, ô nhiễm môi trường và lãng phí công lao động, cũng như mất trật tự mỹ quan, an toàn đô thị. Tại Đà Lạt, tình trạng ùn tắc giao thông chỉ diễn ra ở mức độ cường độ cao như các thành phố lớn, nhưng tình trạng này cũng đã đến mức báo động. Mấy con mẹ mà đi xe lấp lấp cao điểm ngày lễ Tết và cần có giải pháp kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay là 11:30 và tôi đang tham gia lưu thông tại ngã tư Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt. Với cái tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay thì cũng phải ít nhất hơn 10 phút nữa tôi mới có thể đi qua giao lộ này. Ngã tư Phan Chu Trinh là một trong những địa điểm diễn ra ùn tắc giao thông thường xuyên nhất tại thành phố Đà Lạt. Do đây là khu vực tập trung đông dân cư, các trường học, bãi đậu và lại gần chợ. Những cái thời cao điểm là nó ùn tắc giao thông, phải có lực lượng cảnh sát giao thông chứ không thì xe kẹt. Cho nên là anh em tụi tôi đi trên đường này thấy nó bức xúc khó chịu lắm. Mỗi lần mà nó kẹt xe là nhiều lúc 15-20 phút là chuyện bình thường. Hiện nay Đà Lạt chưa bị tắc đường kéo dài, nhưng đã xảy ra ùn tắc cục bộ tại khoảng 7 địa điểm trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong các ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, khi mà lượng du khách đổ về Đà Lạt tăng cao. Theo số liệu thống kê từ ngành du lịch Lâm Đồng, khách du lịch đến Lâm Đồng năm 2016 tăng gần 6% so với năm 2015. Trong đó, khách quốc tế tăng cao với gần 45%. Riêng lượng du khách đến Lâm Đồng trong dịp Tết Đinh Dậu là 265.000 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong lúc đó, cùng với việc gia tăng về dân số, thì số lượng các phương tiện đăng ký mới trong năm 2016 tăng 20% so với năm 2015, cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trong các giờ tan tầm của ngày thường. Chưa kể đến việc tại các khu chợ, việc mua bán còn lấn chiếm ra cả lòng lề đường. So với cái thời gian trước thì cái phương tiện gia tăng rất là nhiều, kể cả ô tô và kể cả mô tô. Đấy, thứ hai là xe các địa phương đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng ở địa bàn Lâm Đồng cũng tăng rất là cao. Cho nên tính từ cái số lượng phương tiện mà nó tăng cao thế, trong khi là cái kết cấu hạ tầng giao thông của chúng ta trên địa bàn Lâm Đồng này cũng mặc dù có cải tạo nâng cấp nhưng chưa đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển của phương tiện. Cho nên chính vì lẽ đó cho nên có một phần cũng gây khó khăn phức tạp trong vấn đề mà đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trong cái thời gian tới. Đà Lạt cũng được xem là thành phố bình yên và thơ mộng. Người ta đến với thành phố tình yêu này để tìm sự tĩnh lặng. Nhưng nếu tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra như thế này, sẽ phần nào ảnh hưởng đến nét đẹp riêng có và sự hấp dẫn của thành phố hoa. Với điều kiện địa hình đồi dốc, thành phố Đà Lạt không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và đây được xem là nét đặc trưng của phố núi mùa sương. Tuy nhiên, với mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao như hiện nay, thì nhiều ý kiến cho rằng việc xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ không dốc là điều hết sức cần thiết. Mình cũng phải có đèn xanh đèn đỏ, cái đó là cũng một cái nét văn minh, đúng không? Với tất cả những cái thành phố khác, mình là thành phố du lịch mà, mình cũng làm giống như người ta.
mình giảm thiểu bớt đi những cái tai nạn hoặc là này kia. Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết để giải tỏa các nút thắt giao thông tại thành phố Đà Lạt, nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có giải pháp lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, mở rộng các vòng xoay tại các giao lộ, điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Lạt. Nhưng các giải pháp trên đều cần nhiều thời gian và kinh phí. Mong sẽ mở ba cái vùng binh thật rộng to, rộng lớn, rồi cái đường đi lối bước này cho nó thoáng, hiểu không? Khách lên khách xuống, nó đi về không bị nghẹt đường. Trong lúc giờ các giải pháp giảm ùn tắc giao thông được triển khai, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt đã phải trực tiếp điều tiết giao thông tại các trục đường chính vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Do cái lực lượng mỏng cho nên thì chủ yếu là chúng tôi cũng là những cái ngày quá tải như vậy thì chúng tôi cũng tập trung điều tiết giao thông, còn các cái xử lý các cái chuyên đề khác thì nói chung nó cũng hạn chế. Thì trước tình trạng này thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ kết hợp với thành đoàn Đà Lạt sẽ tổ chức xây dựng cái mô hình là đoàn viên thanh niên cùng tham gia cùng với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông vào các cái giờ cao điểm. Để giải quyết tình trạng này thì trên địa bàn phố Lạc bây giờ phải tập trung nhất là công tác tuyên truyền trên các phương diện truyền thông đại chúng, truyền báo chí, rồi các pano quảng cáo để coi như là xuống đến người dân và toàn bộ cái người tham gia giao thông, tăng cường cái kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xử lý giao thông tại các nút giao thông này, tập trung xử lý các trường hợp chưa quá tải, đi quá tốc độ, xử lý tình trạng coi là lấn chiếm vạch đường. Cần phải rà soát, kiểm soát lại toàn bộ các cái giao lộ này để tính toán xem thử là cần có giải pháp mở rộng, một là mở rộng các cái giao lộ này, thứ hai là phân luồng lại giao thông cho nó hợp lý, có thể là cấm các cái giờ cao điểm theo những cái luồng tuyến nào đó, cần xem xét lại tổng thể cái hệ thống giao thông của thành phố Đà Lạt, nghiên cứu xem xét lại để tìm một cái quỹ đất thực sự và rộng để làm một cái bãi đậu xe cho cái lượng xe du lịch mà loại mà có chỗ ngồi lớn thì có thể bố trí và không được phép vào khu trung tâm. Bên cạnh các giải pháp có tính bền vững nêu trên thì yếu tố quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông, trong đó có sự chia sẻ của cả người dân địa phương lẫn du khách để cùng gìn giữ an ninh đô thị cho thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt không còn là chuyện lạ. Và hy vọng rằng với những giải pháp mà chính quyền thành phố Đà Lạt cũng như ngành chức năng đưa ra sẽ sớm được triển khai nhằm tháo gỡ những nút thắt giao thông tại thành phố Đà Lạt, thành phố vốn được xem là bình yên và mộng mơ này. Tỉnh đang bị bệnh thắng thư và bọ xít mũi tàn phá nặng nề. Theo báo cáo của Trung tâm Nông nghiệp huyện Đà Oai, đến nay trên 9.000 hectare điều của huyện đã bị bệnh thắng thư và bọ xít mũi phá hoại, làm chết điều và khả năng thất thu toàn bộ sản lượng điều niên vụ 2017.